Rồi, bây giờ anh có một cái dự án của cái module này đúng không? Chưa có gì cả. Chỉ có một file collect đến SQL này. Với một cái file controller Hello Sorted này. Bây giờ coi như anh là trưởng nhóm ấy, thì anh sẽ đẩy cái dự án này lên Git. Thì đây coi như là cái dự án gốc, dự án chung cho tất cả cả nhóm luôn. Thì anh sẽ đẩy lên một cái link Git nào đấy. Rồi anh cứ tạo dự án Git như bình thường thôi. Bây giờ anh sẽ copy cái link Git này. Terminal này. Remote access mình. Nó lên được rồi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ coi đây là cái dự án gốc này, nó có một cái nhánh duy nhất là nhánh master đúng không? Bây giờ ví dụ như là anh cùng nhóm với Hà đi, thì anh sẽ mời mời Hà vào cái link Git này, mời Hà vào cái dự án này, thì mình sẽ vào cái setting nhé, vào setting này. Sau đó vào cái collaborator này. Đấy, điền cái mật khẩu của mình vào. Anh cũng không nhớ. Rồi khi nhập xong ấy thì nó có một cái mục là applicable này. Thì bây giờ anh sẽ add cái people vào. Thì tài khoản Git của Hà là gì em? À? Em nhìn trên này có cái nào của em không? Thu Hà này á, Tạ Thu Hà, Thu Hà này đi, đấy, khởi cái này không? Rồi, bây giờ anh sẽ ấn vào cái Tạ Thu Hà 04, sau đó anh sẽ add Tạ Thu Hà vô. Thì bây giờ anh tạo commit để cho Hà vào nhé, anh quay màn hình cho các bạn nhìn. Em biết. Gì biết. Biết. Rồi Hà vào mít đi em. Thầy mời mỗi Hà thì đâu anh gửi vào Zalo luôn này, anh em vào luôn nào. Mặc vào mắt lắm ấy. Cái này cứ lâu đi. Yêu cầu tham gia. Yêu cầu tham gia. Yêu cầu tham gia. Yêu cầu tham gia.
lên. Rồi. Tắt mic đi không là nó bị vọng ấy. À đâu? Em cái nào đây? Thầy mời Hà chứ tắt đấy. Mười hai nhưng mà ai cũng bảo được. Đâu phải mười hai đâu. Ai mà giải thích được? Đây đúng không? Rồi Hà xem màn hình đi. Cứ vào đi cũng được. Vui. Hà xem màn hình đi. Cứ xem đấy. Xem đi. Đi này. Mình. Vợ không gái cho vui à? Đấy. Xe đi em, Hà xe đi. Vọng hết cả. Hả? Ấn vào đây này, xong rồi tạo bộ màn hình này, xong ấn vào đây này, xong rồi nó xe là được. Của em thì là trình bày ngay. Ngải heo nhập. Chưa thấy gì đâu ạ. Không, cái này chỉ là bản meeting thôi, cái này chỉ là meeting thôi. Trình bày nhanh nhé. Trình bày nhanh đấy, anh vừa lấy bấm điện. Ở phía sau cái thằng mặt cười kìa, phía sau mặt cười ấy. Rồi, rồi. Rồi bây giờ em vào cái git của em đi. Rồi em ấn vào cái account của em ấy, nó sẽ có một cái thông báo. Có thông báo ở đây rồi. Đấy. Thông báo đấy cũng được, mà thông báo bên account cũng được. Thông báo bên account kìa. Đấy, có một cái invite của anh kìa. Nhìn chưa? Kích vào đấy. Cứ kích vào cái thông tin đấy. Cứ kích vào xem đi, kích vào xem đi. Đấy, thì accept invite. Deny. Deny thì kinh rồi. Rồi, đấy như thế là mình Hà đã gọi là accept vào cái link của mình rồi đúng không? Thì bây giờ mình quay lại cái link của anh nhá. Em làm lại này. Đấy, có Tạ Thu Hà đây rồi đúng không? Thì bây giờ mình cứ cho Hà quyền vào nhóm thì kích vào. Thế thôi. Rồi. Vào. Bây giờ thì anh sẽ thường là khi mà mình làm việc nhóm ấy, mình nên tạo ra một cái nhánh phụ chứ mình không đẩy lên nhánh master ngay. Đây, nó sẽ có cái nhánh gọi là nhánh master này. Đây là nhánh master đi, đúng không? Cái master này coi như là cái nhánh gọi là cuối cùng của dự án đi. Tất cả code khi mà hoàn hảo rồi thì mình mới mở sang nhánh master này. Thì mình lên tạo ra những cái nhánh khác để gọi là nhánh test cho dev. Ví dụ như là tạo một cái nhánh dev. Nhánh dev này sẽ là cái nhánh chung cho toàn bộ của tất cả dev sẽ mở sang đây. Thì mỗi một cộng tác viên trong nhóm thì lại có một nhánh riêng. Như nhánh của Hà chẳng hạn đúng không? Nhánh của chính chẳng hạn. Đấy. Thì ví dụ như nhánh của Hà thì Hà chỉ đẩy cốt lên nhánh của Hà thôi. Anh chỉ đẩy cốt lên nhánh của anh thôi. Còn trưởng nhóm thì có việc là gì? Mật cốt từ bên này sang bên dev. Mật bên này sang. Thì dùng lệnh là git mật. Git mật sang. Thì muốn mật thì nó phải là gì? Đứng ở cái nhánh dev, muốn mật sang nhánh nào thì đứng ở nhánh đấy. Đứng ở nhánh đấy xong rồi mật cái nhánh kia sang. Thì phải git mật xong đúng cái tên của nhánh kia thì code mới nhảy sang bên này được. Rồi, nhưng mà khi mà lưu ý nhá, mình ví dụ như là mình code ở dưới đây này, xong rồi nó chỉ nhận ở dưới local thôi. Còn mình phải đẩy lên thì nó mới nhận code ở trên remote. Đấy.
thì lúc nào cũng có ý thức là việc là mình trước khi mình làm cái gì đấy thì mình lên pull nó về trước, để tránh cái việc mà cái ví dụ cái nhánh dev nó có sự thay đổi gì đấy mà mình không pull về chẳng hạn thì nó sẽ bị thiếu cốt. Ngoài ra phải trưởng nhóm là cái người phải tay to, phải biết xử lý các conflict. Bởi vì khi mà hai người cùng cốt vào một cái file, một cái class nào đấy chẳng hạn thì chắc chắn nó bị conflict rồi. Conflict phải cả các thành viên vào nhìn nữa xem là cốt đoạn cốt nào là nó bị conflict ở chỗ nào thì phải sửa ở chỗ đấy. Sửa là cho cái việc mà ghép vào nhau được thì sau bắt đầu mình đẩy lên. Rồi thì lát nữa mình sẽ tái hiện cái đoạn conflict đấy. Rồi. Thì bây giờ ví dụ như là mình tạo ra nhánh dev đúng không? Thì nó lệnh tạo nhánh nó là git break. Git break này. Như này đúng nhỉ? À CH luôn nhỉ. Git break CH này. Nó CH đúng không? Dev. Thì tạo ra một nhánh dev trước nhá. Dev này. Rồi, khi mình tạo nhánh xong thì mình kích vào đây này. Đấy, em thấy là git đây nó có nhánh dev phải không? Đúng không? Thì bây giờ mình muốn sang nhánh dev đúng không? Bây giờ nhìn ở đây góc này, nó đang ở nhánh master chứ không phải nhánh dev. Đúng không? Mình muốn switch sang cái nhánh dev thì mình phải là git check out. Git check out dev thì nó mới sang nhánh dev được. Thế mà nó lag thì anh em cứ ấn lên màn hình này, đấy. Ấn lên màn hình này. Thì anh em thấy nó đổi sang nhánh dev rồi không? Bản thân cái gọi là local này của anh là nhánh dev với nhánh master thì code nó đang như nhau. Vào đi em. Lớp này có nhu cầu đặt cơm không nhỉ? Cơm rẻ không em? 35.000 một suất. Anh em đặt cơm. Mà người ta ship cơm lên tận cửa ấy. Khó. Nếu mà quan tâm thì ép một vài vào group đấy. Ừ. Của tòa nhà. Ui. 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 Ai đấy? Nhưng mà chỉ một người thôi, ép một người được group đấy. Ui. 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 Rồi ok, bây giờ anh sang gọi là nhánh dev rồi đúng không? Thì bây giờ anh cứ đẩy lên dev này gọi là dev thì local thôi. Thì bây giờ code ở trên git nó chưa có gì đâu. Thì bây giờ anh sẽ đẩy lên cái nhánh dev ở trên remote của git đã. Thì cứ git add chấm thôi. Git commit trừ mà đẩy lên nhánh dev. Nó bảo gì? Chưa có cái gì ở trong cái này cả. Chưa có gì thay đổi đúng không? Thì cứ git put thôi. Git put origin dev xem được không? Rồi. Là nó bỏ pull thì quét trước này. Lên pull thì quét trước này. Bây giờ anh cứ quay lại cái link git nhóm của anh đi. Xem dev nó có code không. Thì trong này là bây giờ nó sẽ có nhánh dev này. Dev này. Đấy, dev nó cũng có code đầy đủ tương tự rồi. Đầy đủ như kiểu nhánh master rồi. Có nghĩa là mình lấy code từ bên master sang được rồi. Rồi thì bây giờ anh sẽ tạo một cái. Rồi, thế đã, bây giờ Hà sẽ clan cái dự án về đã. Bây giờ Hà clan cái dự án về đi. Clan. Clan. Bây giờ Hà xem màn hình nha. Hỏi chấm. Sợ nhỉ, hacker mũ trắng ấy. Bạn hacker. Trông bí ẩn đấy. Rồi bây giờ em sẽ clone cái dự án chung của mình về. Clone nhé, clone chứ không phải là download đâu. Clone thì nó mới chung lệnh git được. Clone em ấn vào cái đấy, copy link xong rồi tạo một cái thư mục ở dưới máy tính. Em cứ tạo một thư mục dưới máy tính đã. Tạo một cái thư mục dưới máy tính đã. Em tạo thư mục ở đâu đấy trong máy tính á?
order. Rồi. Phải vào cái terminal. Đấy, vào trong cũng thế mà. Open in terminal ấy. Đấy, git cron xong rồi paste cái đường link vừa lấy vào. Rồi. Rồi bây giờ em mở cái project đấy sang Intel AZ của em đi. Tắt ngay đi. Tắt cái đấy đi. Rồi em lấy cái đường link luôn ở cái chỗ vừa lấy em clone về. Copy vô dễ. Quay lại cái folder vừa lấy. Quay lại cái folder vừa lấy đi. Không. Quay lại folder đi. Ấn lên chỗ lưu folder ở trên ấy. Ấn lên chữ cái thanh ở trên ấy. Cái trong cái thầy. Ấn vào trong cái sau về thôi. Cái ngoài không phải đâu. Lấy đường link. sau mà khi thay đổi thì bắt đầu phải bút rồi, còn khi mà clone về, clone về là nó gần như nó clone cả cốt rồi. Cái đèn gì á? Nhìn thấy mọi người.
Em đi là lần 1 đi, em còn về được các không biết. Lần đầu của Hà. Rồi, bây giờ là nhánh của em nhé, Origin Hà. Không được đẩy ra nhánh khác nhé. Rồi, đẩy lên. Ok, thì sau khi Hà đẩy lên đúng không? Thì bây giờ anh sẽ cập nhật xem. Anh sẽ vào Git, anh cập nhật xem là cốt ở trên này có nhánh của Hà không này. Anh sẽ delete thôi. Rồi, bây có 3 branch này, có nhánh của Hà rồi này. Đấy, có Hà này, Hà cốt tương tự như nhánh ghép đúng không? Rồi bây giờ Hà sẽ thêm cốt vào. À, bây giờ anh cũng thêm trước đi. Đây, anh tạo ra một cái nhánh chính đó, gọi là nhánh, bây giờ là nhánh phát triển của anh đúng không? Git branch chính thì nhánh riêng của anh này, git checkout chính. Rồi sang chính rồi đúng không? Chính của mình là master cơ mà. Rồi thì tương tự anh sẽ phải đẩy cái code này lên nhánh chính này. Quay lại cốt đây nhìn nó chắc F5 này này, 4 branch này, đây có nhánh chính đây rồi đúng không? Và xem có cốt chưa đã, có rồi đúng không? Thì bây giờ giả sử như là chính cốt một cái gì đấy đi, chính tạo ra mô đồ đi, exit mô đồ, tạo ra một class là customer. Bây giờ ví dụ như là anh mới code trong này một trường ID thôi, private int ID. Sau khi anh thêm một cái code gì đấy thì anh sẽ cập nhật lại nhánh của anh đúng không? Anh chỉ có việc này anh cập nhật lại nhánh của anh thôi. Git a chấm git commit trừ m tính lần 2 git put ori Origin chính. Thì bây giờ code sẽ được đẩy lên nhánh của chính đúng không? Bây giờ check nhánh của chính xem có cái customer đấy không. Đây, chính này. FRC Java mô đồ đúng không? Có mô đồ đây rồi. Có code mới đây rồi. Có customer đây rồi đúng không? Đây, có đây rồi đúng không? Thì ví dụ như là bên nhánh chính nào báo là chức năng này mình làm xong rồi đúng không? Thì ông gọi là ông leader ông sẽ phải mật cái code của anh sang bên dev đúng không? Đấy. Thì đầu tiên sẽ phải là gì? Muốn mà sang dev thì phải đứng ở nhánh dev. Thì phải git checkout dev. Thì bao giờ cũng lên pull trước nhá, git pull. Không cần biết nó có thay đổi hay không thì anh em cứ là git pull origin dev trước. Rồi, nó báo không có gì thay đổi thì bây giờ mới mệt này. Git mệt chính đúng không? Bây giờ là mệt ghép code từ bên chính sang này. Đấy, thì nó sẽ mệt được code sang rồi này. Thì mình tích lên màn hình này. Em là thằng này cũng có mô đồ, thằng này cũng có thằng đây này, đúng không? Thì bây giờ anh sẽ đẩy lại lên nhánh ghép, đẩy code lên nhánh ghép, cập nhật code mới đúng không? Git add chấm này, git commit trừ mà ghép lần 2 rồi, git put origin ghép
đúng không? Tí nữa Hà sẽ tạo là conflict. Rồi bây giờ mình xem là cái nhánh ghép nó có code chưa. SC này, Java này, Model này, Customer này, có rồi đúng không? Rồi thì bây giờ đến lượt Hà là sẽ tạo thêm một cái trường dữ liệu nào đấy trong Customer. Thì có nghĩa là hai người cùng đang cùng code vào một class đúng không? Thì bây giờ Hà đây nó sẽ báo có một cái nhánh nhánh có code thay đổi này, đang nhánh của Hà đang có sự thay đổi này. Đây của nhánh của Hà có suy nghĩ ở đây rồi đúng không? Và bây giờ giả sử như bây giờ anh cũng tiếp tục là anh tạo một phát nữa ở đây. Array string địa chỉ. Thầy gõ ở dev luôn. Đi check out. Mình đã đẩy gì đâu sợ. Rồi bây giờ sang bên chính rồi đúng không? Anh thêm một cái
đến như này nữa đúng không? Anh lại đẩy lên. Đúng rồi, khó lắm tí ạ. Lỗi thế nào đấy, phải chịu. Nhẹ nhàng cho chính địa chỉ, iPad đi. Rồi. Phải tái hiện cái trường hợp conflict thì tái hiện nhanh nhỉ? Như này thì nó chưa vẫn còn chưa bị conflict được. Hình như là một cái phát trình nó mà hai cốt ở trong khác nhau sao một cùng một class này mà cùng một class thì nó phải conflict rồi chứ. Bây giờ anh cứ git, bây giờ anh thử mệt sang dev nhá. À. Đầu tiên có sẵn nó rồi đó, thằng này sửa kiểu này là sửa kiểu kiểu như một ông là in cái ID một ông khác cổ ID ấy tầm 10 biến nó khác nhau thì. Không, nó chỉ cần dev vào một dòng nó conflict mà. Ông in ID một ông một double ID khả năng là dính vừa mới đẩy xong số 5 thầy số 5 hay ờ hai người cùng đẩy một dòng mà bây giờ ghi check out đẹp đã rồi liên quan nó chỉ cần trùng dòng thôi đọc thì nó mới conflict chứ rồi bây giờ anh sẽ kit pull đẹp này git pull origin dev này. Không cần, bây giờ anh sẽ là git mật code của chính trang đúng không? Git mật chính của chính trang này. Mình đang ở dev rồi này, bây giờ sẽ mật cái code mới của chính trang. Git mật chính này. Đấy, có địa chỉ đây rồi, chắc chắn bây giờ anh kéo vào Hà xuống sẽ conflict này. Hà nó cũng đè vào dòng này, đúng không? Thì tạm thời bây giờ khi mà anh ghép của chính trang thì anh cứ phải đẩy lên dev đã. Nếu mà đúng nhiệm vụ là cũng phải đẩy lên đúng không? Git add chấm này. Git commit trừ m mật chính này. Git put origin dev này. Đó. Thì bây giờ anh sẽ kéo code của Hà sang đúng không? Thì anh sẽ phải hit check out Hà này. Hit check out Hà. Nó bảo không thấy nhánh Hà đây đâu. Không thấy nhánh Hà thì tìm một cách anh em phải tìm được đúng nhánh của Hà đây nhá. Thì anh em có thể là pull request vào này. Pull request. Tưởng thầy từ dev kéo Hà sang thì mới qua nhánh. Không, nó phải nhảy xuất hiện cái nhánh của Hà đây chứ. Nhánh chung mà. Hà cũng là trong project này mà. Nhưng mà bây giờ vấn đề là anh đang ở local của anh nên nó chưa cập nhật ngay được, nhá. Thì mình phải tìm nhánh Hà ở đây, tìm ở đây, tìm mọi cách để tìm cái nhánh Hà đây nhá. Với các kiểu xem. Bây giờ thử git. Đây check out Hà nhá, check out ở check out revision ở đây đi, tìm Hà đây xem thấy không? Đây. Tìm ở đây nhá. Phải tìm một cách để cái nhánh Hà nó xuất hiện ở đây. Origin Hà, ok. Rồi. Thì đây bây giờ có nhánh Hà rồi này, đúng không? Thì bây giờ git check out Hà. Git check out Hà này. Rồi, click lên đây. Đây có lên của Hà đây đâu, đúng không? Cũng code vào dòng số 5 đúng không? Thì để chắc chắn thì mình cứ pull từ trên remote của Hà xuống đã, tại vì ở đây nó vẫn là local nhá. Để chắc chắn anh em lúc nào cũng phải từ local phải pull cái thằng remote xuống. Đấy. Lúc nào cũng phải pull xuống cho chắc chắn đúng không? Rồi thì nếu mà không thấy có gì dấu hiệu gì đúng không thì bắt đầu mình mới mật sang này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải mật nhánh Hà sang nhánh dev đúng không? Thì phải git check out dev. Rồi bây giờ sẽ là mật nhánh của Hà sang này. Git mật Hà. Đây bây giờ sẽ xảy ra conflict này, được chưa? Đấy thì nó bảo là conflict ở cái dòng số 5, hai thằng cùng cốt vào dòng số 5 đúng không? Hà cũng cốt dòng đấy mà anh cũng cốt dòng đấy. Thì bây giờ quyết định giữ cái gì? Bỏ cái gì đúng không? Hoặc là giữ cả thì ở trường hợp này là anh muốn giữ cả thì việc là xóa cái này đi đúng không? Xóa những cái dòng nó báo này. Đây là chính nó báo conflict này. Nó báo conflict này, đúng không? Đợt trước là visual code nhìn nó khác đúng không? Nó báo thì bây giờ muốn giữ cả thì chỉ việc là xóa những cái
xóa những cái ký hiệu bẩn này đi đúng không? Đấy, thế là mình đã giữ được cái class này, cả code của cả hai người rồi đúng không? Đấy, giữ cả code của anh và giữ cả code của Hà. Thì bây giờ đẩy lên dev là được đúng không? Ít. Thì đằng nào chả phải giữ tất, kiểu gì thường là giữ tất là nhiều mà chỉ là... tại vì hai người cũng có chức năng đấy đúng không? Yeah, chấm này. Mà... kiểu gì cũng sẽ phải xảy ra trường hợp hai người viết cùng một chung một class chứ. Làm sao? Chung cùng dòng đấy. Nó xảy ra conflict khi mà chung dòng thôi. Kiểu gì hai người cốt chung thì kiểu gì phải đe dòng nhau. Nguyên tắc là không hà chung dòng nhau rồi. Nguyên tắc đấy thì khó, nếu mà lúc nào cũng đúng là nguyên tắc đấy khó lắm. Tóm lại là mỗi đứa làm một ngày nhé. Kể cả làm mỗi ngày làm ngày thì vẫn phải đè vào cái class đấy chứ. Không, đến tối thì lại áp lên vốn về lại một lần đấy. Kéo thêm một lần rồi sao? Ông ông ví dụ ông ai yến thì chỉ cần vun yến thôi không? Không phải vì vun yến lại quên vun hả? Đấy. Hôm sau yến ngồi chơi. Đấy. Rồi bây giờ. Vun nào bây giờ đang biết là người kia đang ngồi chơi. Đấy, thế rồi. Đảm bảo không. Đây, thì bây giờ là mình check cánh dép sẽ có đầy đủ code của cả chính và Hà đúng không? Đây, mô đồ đây. Bây giờ customer mới nhất của nhánh dép sẽ đầy đủ cả code của hai người. Đúng không? Tôi đây mới là một nhóm luôn. Cho Yến coi trưởng nhóm đi, coi sửa xóa conflict đến đâu hết đầu rồi. Đây là gọi là chức năng đơn giản đúng không? Còn nếu mà ông tạo nên em phải là người hiểu được cái đoạn code đấy. Anh code đấy. Ok, anh nhiều lắm, nhánh của anh cũng code cho nên quan trọng là sau khi conflict xong code nó có chạy hay không. Em phải là người hiểu cái đoạn code đấy. Hiểu cả hai code của hai người. Sống trong nhà. Rồi em bây giờ em thử nhóm từ tạo bộ danh xem. Đây nha, anh ba em đi nha. Vừa rồi làm chuyện gì vậy? Anh thử mời nhau vào xem rồi. Con bạn lên đây. À khoan khoan, còn một cái lướt, còn một lướt bạn ạ. Cái nhánh của em thì em phải tặng cho anh. Khoan anh em ơi, khoan. Còn mới quan trọng nữa anh chưa nói, còn mới quan trọng nữa. Đây nhá, bây giờ có những cái biến chung như này này. Cái biến chung như này này, cái file config SQL này đúng không? Nó có một cái biến gọi là về GDBC đúng không? Thì mỗi người lại có một cái biến khác nhau, cái này chắc chắn là mỗi người phải cái biến khác nhau rồi. Nhưng mà khi mà đẩy lên Git thì nó lại là gì? Sẽ bị conflict ở đoạn này. Thì đoạn này mình sẽ phải tạo cho nó một cái biến môi trường. Mỗi người sẽ tất cả sẽ dùng chung một cái biến môi trường đấy. Đẩy lên Git thì nó chỉ hiển thị cái bốn biến môi trường thôi. Còn dưới môi trường của mình sẽ là mỗi người sẽ có một cái gọi là cái tài khoản riêng. Được chưa? Thì cái cách mà mình có thể tạo ra biến môi trường thì đấy nhá, cách tạo ra biến môi trường này thì anh em cứ vào đây này và edit configuration này. Ấn vào dấu cộng này. À, có cái tomcat nó cũng có đấy. Bây giờ cứ add tomcat vào đi nhá. Add tomcat vào. Bây giờ anh add tomcat vào nhá. Cứ add tomcat vào như bình thường thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ edit ở đây này. Đấy nhá. Bây giờ sang cái đoạn có cái thằng start này, collection này này. Thì đây chính là các biến môi trường này này. Biến môi trường mình sẽ cho vào đây. Thì tất cả anh em đều phải chung ba cái biến đấy đúng không? Thì ấn vào đây này. Thì ví dụ như nhà đằng đầu tiên là URL này. Thì đây cái value này thì là riêng của mỗi người riêng. Đấy, ví dụ như của anh thì anh sẽ là thằng này đúng không? Mình không cần phải lấy cái nhánh kép đâu. Đây của GDC đây là của anh. Ừ, cái này có thể giống nhau nhưng cái dưới này sẽ có một cái mật khẩu khác nhau này đúng không? Đây, quay lại đây nhé, đúng không? URL này. Nhưng mà cái đằng trước này anh em phải đặt giống nhau hết đúng không? Không lại có người lại URL, có người lại password, có người lại pass đúng không? Thì nó sẽ bị conflict.
đặt giống nhau hết. Ừ. User này. Đây, của anh sẽ là root này. Còn đây là path này. Rồi. Có thể save lại cho chắc này, ấn vào đây là save nhé. Save. À, đây là copy. Save đây. Save lại. Apply, ok. Đấy thì khi mà mình lấy được muốn lấy cái biến môi trường ngay lên đây đúng không? Thì mình sẽ lấy bằng cái thằng bây giờ mình sẽ không dùng cái này nữa. Bây giờ anh comment ngay lại đi. Ngồi lại nhá. Vẫn là cái URL đấy đúng không? Bây giờ nó sẽ bằng này, system. Cái từ thằng system này .get nv. Đấy, thì nó lấy theo cái thằng bên biến ấy. Ví dụ như là bên biến mình đặt là URL đúng không? Mình sẽ biến là đặt chung là URL, tất cả đều đặt chung là URL này. Đúng không? Tương tự thì thằng này cũng vậy. Còn anh sửa ở đây luôn đi cũng được đúng không? Đấy, bây giờ chỉ sửa cái value bên này thôi. .get nv user. Sửa cái này nữa. Get nv của pass. Đấy, thì có phải là file collect SQL thì tất cả đều giống nhau hệt như này đúng không? Thì sẽ không phải xảy ra conflict. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái password riêng ở dưới này, nó sẽ chạy theo kiểu môi trường thôi. Đây, nó sẽ nhận theo cái thằng này ở dưới này. Nó sẽ nhận ở dưới này. Thì cả nhóm thì vẫn là chung cái thằng này, cả nhóm thì vẫn chung như này. Nhưng mà môi trường của mỗi người sẽ khác nhau. Cái đấy gọi là biến môi trường. Đấy. Thì dưới này thì mỗi người sẽ có một cái mật khẩu khác nhau đúng không? Ở dưới này. Thì nó sẽ không xảy ra xung đột gì cả khi mà mình đẩy lên đúng không? Khi đẩy lên Git sẽ không xảy ra xung đột gì cả. Đấy, ok. Rồi. Tao luôn nhỉ, tao đi con luôn nhỉ. Đi, tao đi, mời anh em vào. Để em vào nhóm được, để em nhận link. Nhận luôn. Mà chú có hay ăn đâu.